Sẽ chuyển cái phần này qua đây. Ok, thì hôm nay thì nhắc lại thì hôm nay mình sẽ đi bốn cái khái niệm cơ bản đầu tiên và cần thiết có trong một bài làm. Và mọi người có thể có quyền thêm vào hay hay là không thêm. Cái đó tùy, cái này là optional thôi. Thì mọi người chịu khó dành chút thời gian để tìm hiểu. Và hai phần sau là phần về usability testing với phần survey thì mọi người nên đầu tư vô một chút. Nhưng mà nhắc với mọi người là có rất nhiều bài thi chất lượng thì mọi người nên làm càng nhiều càng tốt, mình không có giới hạn nhiều hay ít gì hết. Các bài về dòng loại của mình càng nhiều thì mình sẽ có cơ hội thắng hơn, và ban giám khảo cũng dành một phần quà nhiều triệu đồng cho một bài thi mà ban giám khảo cảm thấy nó được sự đầu tư tốt nhất, thì cái đó là một phần quà khích lệ của ban giám khảo dành cho các thí sinh. Chỉ duy nhất một bài thôi, tại vì chia ra thì nó nhỏ và nó mất giá trị của giải thưởng đi, thì thay vì đó chỉ một đội duy nhất thôi đứng đầu dòng loại mà ban giám khảo thích nhất thì mình sẽ được cái giải thưởng đó ha. Rồi ok, thì bốn khái niệm cơ bản ngày hôm nay muốn nói với mọi người, đầu tiên là user interview, một cái hết sức dễ gặp luôn, mình đi đâu mình cũng phải gặp về user interview hết. Thứ hai là journey map, thứ ba là competitive analysis, và thứ bốn là user persona. Ok, thì mọi người có thể là xem lại livestream hoặc là mọi người chụp lại cái màn hình này để mình lấy cái keyword. Thì sau khi có keyword này á, mình phải lên Google mình tìm hiểu vào những bước nào mình thực hiện những cái step của những từng bước này để mà mình đưa vào bài làm của mình cho nó tốt hơn. Và kể cả sau này mình đi làm đi nữa thì mình thuộc cái bộ phận nào thì mình phải cần những cái này để mình làm, nếu mà làm nghiên cứu về sản phẩm mà làm product design á. Ok, thì đầu tiên mình nói về user interview trước ha. Rồi user interview Ok. User interview nôm na là phỏng vấn người dùng. Phỏng vấn mình là đây là một phương thức cơ bản của user UX research. Thì cái này là mình mục đích của mình á là phỏng vấn là một người dùng của mình. Có thể là bất kỳ ai nhưng mà phải thuộc vào cái user end user folder của mình, nghĩa là cái người dùng cuối mình đó, để mình cái tệp người dùng đó, để mình phỏng vấn, để mình lấy được một kết quả nhanh chóng từ cái người dùng đó để mà phục vụ cho cái phương pháp nghiên cứu của sản phẩm của mình đó. Thì mình sẽ nghiên cứu về nhu cầu của người dùng này, và mình nghiên cứu về suy nghĩ của người dùng này, và cảm xúc thái độ của người ta đối với những cái lĩnh vực đó, và mong muốn của người ta là gì, và những cái vấn đề mà người ta gặp phải khi mà người ta gặp phải trong đời sống mà cái ứng dụng của mình sinh ra đời để mà giải quyết cái vấn đề đó. Thì đó là những cái khía cạnh mà user interview nó có thể giúp mình làm. Thì xíu nữa tới phần Q&A mình sẽ nói kỹ hơn về user interview ha. Thì hôm nay mình sẽ đi qua một cái khái niệm để mọi người nắm rõ về user interview. Rồi về user interview thì nó có rất nhiều loại user interview, nó có mấy chục loại lận, thì nhưng mà mình mới coi lại mà mình có 7 cái phần mà phổ biến điển hình cho thằng user interview luôn. Có thể là mọi người chỉ cần xài một cái hoặc hai cái thôi, không cần xài hết, nhưng mà đây mình đang tổng quan cho mọi người thấy. Rồi đầu tiên là information interview. Thì information interview là mình sẽ mình interview một số cái chuyên gia hoặc là một số người đầu ngành, hay là một số người đã là một cái chuyên gia trong lĩnh vực của cái sản phẩm mà mình sẽ tấn công vào, mình sẽ làm á, để mà mình lấy thêm thông tin này, mình hiểu hơn về cái thị trường đó, và mình hiểu hơn về cái lĩnh vực công nghệ, cũng như là rất nhiều thứ khía cạnh mà mình không hiểu hết được mà mình chưa biết được á. Thì khi information interview là mục đích là mình lấy thêm thông tin để phù hợp với mình. Ví dụ như là mình làm một ứng dụng về sức khỏe y tế đi, mình là một người design hoặc là mình người về technical đó, mình chưa biết gì hết. Ví dụ mình tới mình phỏng vấn bác sĩ, mình tới phỏng vấn bệnh viện hay gì đó, thì mình sẽ lấy thêm thông tin. Cái đó là user, cái đó là information interview. Rồi screen or telephone interview thì như cái tên này, thì thông qua màn hình, thông qua phone gì đó thì mình interview. Thì cái này cũng khá là điển hình. Rồi individual interview là phỏng vấn one-on-one á, phỏng vấn một người á. Thì cái này là phỏng vấn để tập trung vào lấy cái quan điểm cá nhân của người đó, ví dụ như người đó thích gì, không thích cái gì, và quan điểm cá nhân của đó về cái sản phẩm như thế nào, và nó tốt nó xấu, và người ta không thích cái gì đó. Thì mình phỏng vấn cái số 3 này là phỏng vấn cá nhân á. Rồi small group là phỏng vấn theo nhóm, thay vì phỏng vấn cá nhân thì mình sẽ phỏng vấn một lần một nhóm luôn. Thì đối với những cái vấn đề về nó vĩ mô thì mình sẽ
phỏng vấn nguyên một nhóm. Thứ nhất là nó sẽ có nhược điểm, nhưng mình đang nói về ưu điểm là nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình này, rồi nó sẽ lấy được ý kiến của một cái nhóm nhóm nhỏ, thì tại vì khi người ta đưa ra kết quả cuối cùng thì người ta mới thống nhất cái nhóm, người ta mới trả lời kết quả cho mình, thì cái group interview nó cũng cũng có một số khía cạnh như vậy. Rồi second interview là gọi là on-site interview, là khi mà mình phỏng vấn cái lần đầu mà thành công rồi đó, mình muốn tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn đó, thì mình sẽ set up một buổi hẹn lần nữa để mình phỏng vấn lần nữa, gọi là second interview đó. Rồi behavior interview là phỏng vấn những cái hành vi cụ thể về hành vi thái độ của người đó khi đối với những cái vấn đề mà mình đặt ra. Và task oriented với lại test interview là xíu nữa, vì thì Winnie sẽ nói kỹ hơn trong cái usability testing ha. Rồi journey map người ta gọi là customer journey map hay gọi là CJ nha, chữ cờ chữ G á, CJ hoặc là CJM là customer journey map hoặc là customer journey thôi cũng được ha. Thì mọi người rất là khi mà làm về cái ngành này thì mọi người rất là dễ phải làm một cái CJ đối với những cái sản phẩm mới á. Thì cái CJ này có quan trọng hay không? Thực sự nó rất là quan trọng cho mọi người. Thì mọi người sẽ lấy lại cái keyword này, CJ, Customer Journey Map, mọi người tắt là CJ ấy, thì nó rất là cần thiết. Thì nó là gọi là map. Map là bản đồ, là journey là một cái hành trình. Thì Customer Journey Map là một cái bản đồ ghi lại toàn bộ hành trình mà khách hàng trải qua để mà người ta đạt được mục tiêu nào đó trong quá trình sử dụng cái sản phẩm của mình sẽ làm. À, mình đang tưởng tượng hay là mình nghiên cứu gì đó, mình nghiên cứu ra cái bản đồ đó, thì cái hành trình đó được trình bày một cách trực quan luôn, nghĩa là step 1, step 2, step 3, step 4 gì đó, thì cái nó sẽ thể hiện được là cái hành động của user trong mỗi step như thế nào và cảm xúc của người ta qua mỗi step như thế nào và suy nghĩ hoặc là cái động lực của người ta khi mà sử dụng cái sản phẩm của mình là từ đầu tới khúc cuối như thế nào. Nên là ví dụ như là mua hàng thì trước khi mua hàng như thế nào, rồi chuẩn bị mua hàng như thế nào, rồi mua hàng như thế nào, sau khi mua hàng như thế nào đó. Thì qua những cái thông tin đó, thì những cái thông tin đó mình ra được một cái report đó, thì cái biểu đồ đó, thì mình nhìn cái biểu đồ đó thì mình sẽ lấy được những cái thông tin về user, thì cái công ty của mình hoặc là cái sản phẩm của mình đó sẽ tìm ra được cái định hướng hoạt động của sale, của marketing, hoặc là có được cách phát triển sản phẩm để mà giúp khách hàng đạt được mục tiêu để mà có một cái trải nghiệm tốt nhất của cái sản phẩm của mình. Thì giới thiệu cho mọi người á, mọi người nhớ cái này nha, CJM là được rồi, là nó ra, không cần nhớ nguyên câu là customer journey map đâu, cả CJM là nó ra thôi, CJM á. Rồi đây là một cái ví dụ, nó có rất nhiều cách để hiện nha, mọi người có thể là CJM example á, ví dụ về CJM á, là nó ra rất là nhiều ví dụ để mà làm một cái CJM. Thì khi mà mọi người trình bày đóng bài thi tốt nhất là vẫn phải có một cái journey map của mình, nói về cái sản phẩm của mình, nó mình nghiên cứu được như thế nào mình nên trình bày ra luôn ha. Ví dụ đây là một cái ví dụ về CJ của bán lẻ, ngành bán lẻ, của một cái sản phẩm bán lẻ. Rồi người ta ví dụ như người ta step là người ta cần mua này, người ta research option on my phone là người ta nghiên cứu cái sản phẩm, các sự lựa chọn trên điện thoại người ta, rồi người ta ra cửa hàng, rồi người ta mua rồi người ta xài, người ta cần hỗ trợ, rồi xong người ta sẽ cần mua lại đó, thì ta sẽ trải qua những cái bước nào trong cái việc mà mua sắm đó. Ví dụ như mình cần mua trái cà chua thì mình nấu ăn đây, cần mình mua sữa đây, mình sẽ coi thử mình sẽ cần những bước gì đó ha. Rồi trải qua một cái bước gì đó thì người ta sẽ có những suy nghĩ như nào, rồi cái tiếng Việt người ta gọi là điểm chạm á đó. Thì đây là một cái CJ example của mình cứ Google thì nó sẽ có rất nhiều cái ví dụ về CJ mà mình có thể mình xem từng cái và mình sẽ coi thử là thằng CJ đó nó sẽ có những cái bước nào để mình làm ha. Thì mình sẽ học hỏi theo người ta và đọc thêm nhiều bài viết về CJ. Thì mình dự kiến khoảng 8 giờ là mình hiểu rõ hết về CJ, và cần thêm khoảng 8 giờ nữa để mình làm được một cái CJ cho một cái sản phẩm đơn giản của mình. Đó là đơn giản thôi nha, ý là một feature đơn giản là đó mà của mình đó, ba người nên làm với nhau ha. Rồi ok, đây là mình tìm được một cái ví dụ tiếng Việt luôn, khá hay. Toàn ví dụ tiếng Anh không thì đây là một cái ví dụ tiếng Việt cho mọi người về CJ này. Thì một trong những giá trị chính của CJ là tổng hợp đầy đủ những cái hành động, những cảm xúc
của khách hàng trên suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Đó là cái nhìn tổng quan nhất về 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 cái trải nghiệm khách hàng sử dụng sản phẩm. Cái đây là hành động này, hành động tiếng Anh gọi là action. Thì khi mà làm CJ á, người ta không đi tiếng Việt, tất cả mọi người mình giao tiếp với đồng nghiệp của mình, giao tiếp với sếp, giao tiếp với khách hàng, tất cả mình dùng tiếng action đó. Nói chung là mình biết là vừa nói vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt thì nó sẽ không hay, nhưng mà trong cái nghề của mình á, thì mình bắt buộc mình sẽ xài những cái từ mà mình nói chuyện người Việt, nhưng mà mình vẫn phải như xài những từ tiếng Anh cho nó dễ hiểu đó. Tại vì mình cái document hay là này nọ thì vẫn phải bằng tiếng Anh hết. Thì ok, là cái điểm chạm nãy mình nói này, cái điểm chạm, rồi cái hành động là action đó, rồi hoạt động của doanh nghiệp là gì, ok chưa? Thì những cái step của nó là tìm hiểu này, rồi tới Starbucks này, rồi gọi món, rồi thưởng thức, rồi quay lại mua nữa, rồi xây dựng cái lòng trung thành của thằng user đó. Đó là những cái step lúc nãy đó. Thay vì đây là ví dụ về về một cái CJ của một cái mua bán lẻ, mua lẻ. Rồi cái này là order cà phê của Starbucks đó, ví dụ. Thì mọi người chỉ cần gõ là CJ example là nó ra một nồi luôn, là mình coi thêm thôi. Thì xíu nữa tới cái phần hỏi đáp đó, thì mình sẽ nói kỹ hơn nha, tại vì mình phải nhường thời gian để phần usability testing đó. Rồi ok, thì tới phần competitive analysis là phân tích đối thủ cạnh tranh. Ok, thì nói chung là tất cả các sản phẩm, hầu như tất cả những sản phẩm trên cuộc đời này đều có đối thủ. Thì mình phải trước khi làm mình phải biết là những đối thủ của sản phẩm mình lại nha. Mọi người capture lại cái keyword này đi. Rồi nó cũng sẽ có những phương pháp để mà mình giúp mình research, mình không cần phải suy nghĩ gì hết. À, mình cần phải suy nghĩ lộn, mình không cần phải tự sáng tạo ra một phương pháp nghiên cứu mới, mà mình trước mắt thì mình cứ áp dụng những cái phương pháp cụ thể mà người ta đã có rồi. Thì rất là nhiều trên mạng, chúng tôi mình giới thiệu hai cái cơ bản. Rồi thì nó bao gồm rất là nhiều bước, ví dụ như là mình xác định đối thủ cạnh tranh của mình là ai này, cái quan trọng luôn. Thế là mình sinh ra đời cái ứng dụng đó, thì đối thủ đi trước là ai, hoặc là những cái đối thủ mà đang cung cấp những cái sản phẩm tương tự mà gần giống cũng được nữa, thì đó là ai, những ai mà có thể hút user của mình, mà người ta xài, user xài cái sản phẩm đó mà không xài của mình á, thì đó được gọi là đối thủ rồi, một chút thôi cũng được nữa. Thì đặt ra số xác định đối thủ cạnh tranh của mình là ai này, sản phẩm của đối thủ đang cung cấp là cái gì. Ví dụ như là thằng Apple nó cung cấp điện thoại iPhone, còn Samsung thì cung cấp mấy cái điện thoại Android đó, thì đó hàng đó là đối thủ của nhau. Thì mình đang làm một sản phẩm về giáo dục, về y tế, hay là bất cứ một cái gì, thì mình cũng biết là thằng đối thủ của mình là ai, rồi sản phẩm đối thủ nó cung cấp là cái gì. Đó, ý thứ hai. Ý thứ ba là nghiên cứu được chiến thuật và kết quả bán hàng của đối thủ. Cái này hơi khó, cái này mọi người có thể bỏ qua cũng được, mà tìm hiểu thêm cho biết. Rồi tham khảo cái giá mà sao của đối thủ đưa ra để mà có được cái feature đó. Thì tất nhiên là không ai làm một cái feature gì ra mà nó miễn phí hết, hoặc là nếu mà miễn phí thì người ta sẽ lấy lại những cái gì của user, những cái giá nào mà user phải trả ra để xài lại cái feature đó ha. Rồi đảm bảo được là cái chi phí vận hành của người ta là bao nhiêu. Để nuôi được một cái team đó thì mọi người hình dung thử là cái chi phí vận hành của một cái sản phẩm đó là bao nhiêu ha. Rồi phân tích các cách thức, các chương trình mà đối thủ đưa ra, ví dụ như thằng Zalo với thằng Zalo và Momo, Zalo Pay và Momo á, là hai cái sản phẩm mà rất là nổi tiếng về online payment ngay lúc này. Thì mọi người có thể là xài Zalo, là xài Momo. Thì ví dụ như Zalo thì họ cần phân tích thử là Momo người ta đang áp dụng được những cái chương trình khuyến mãi gì á, tiếp thị gì á, marketing á, thì cái đó nó hơi xa vời xíu. Ok, chút nữa mình sẽ tới phần Q&A mình nói tiếp. Rồi thì cái đây là một phương pháp thứ nhất là ví dụ như mà cái chất lượng đưa ra, cái chất lượng đầu ra của nó là cao này, rồi thấp, mình chia làm 4 phần. Rồi chi phí bỏ ra nhiều, tốn nhiều chi phí này, rồi thấp ok ha. Rồi cái thằng đối thủ nào đang là mức hiệu quả cao, nhưng mà mức hiệu quả vừa vừa nhưng mà chi phí thấp này đó. Rồi thằng nào đang chi phí thấp mà hiệu quả thấp luôn, còn thằng nào chi phí cao mà hiệu quả cao đưa lên nè. Đó, rồi mình đưa ra được một cái biểu đồ. Rồi tất nhiên đây là cái nhóm mà mình hướng tới. Cái nhóm bên này nhầm. Chi hiệu quả cao mà chi phí thấp. Ok. Rồi SWOT là một cái mình chưa áp dụng.
nhưng mà SWOT cũng là khá khá phổ biến. Thì SWOT là khi mà mình làm về nghiên cứu về về phân tích khu cạnh tranh đó, thì mình nên xài SWOT. Thì cái này cũng 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 khá mới đối với mình. Thì nó có bốn phần chính là phân tích đối thủ cạnh tranh, điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh là gì, rồi điểm yếu của nó là gì, và cơ hội nó tạo ra cho mình, những cơ hội nào mà nó đã tạo ra trên thị trường đó. Thì mình note ra. Thì cái này trên Figma, một người tạo một cái file Figma trong FigJam hay sao thì nó đã có sẵn cái này rồi, thì mọi chỉ cần fill thôi. Rồi một cái điểm tiếp theo là user persona. Thì rất là nhiều bài không có user persona. Thì mọi người hình dung persona chỉ là một cái bản mô tả thực tế hay hư cấu, mà thường là hư cấu về một nhóm đối tượng nào, một nhóm đối tượng của người dùng của sản phẩm của mình. Hiểu nôm na thì đây sẽ là nhân vật, cái nhân vật đại diện cho cái người dùng của cái sản phẩm của mình. Ý là mình tưởng tượng mình đang hình dung một cái sản phẩm người dùng của mình, nghĩa là ví dụ như người đó, user đó là thuộc nhóm user bao nhiêu tuổi này, rồi cái nhóm user đó là làm cái ngành nghề gì, rồi lĩnh vực người ta học là cái gì chứ hả, hay là độ tuổi đó là bao nhiêu. Thì mình hình dung một cái user đó nó phải khớp với thực tế, chứ còn không, mình không thể nào mình hình dung một user 80-90 tuổi mà xài cái ứng dụng của mình, thì cái đó nó là bất khả thi. Mình hình dung về một cái user nó thực tế. Rồi có ba loại, thì có ba loại persona. Thì trên ba rất là nhiều nha, có rất là nhiều nhóm persona khác nhau, nhưng ba loại phổ biến á là proto, marketing với lại design persona. Thì thằng proto á là thằng đơn giản nhất. Thì mọi người chút nữa mình sẽ show một số cái sample về về persona. Thằng proto là dựa trên mình không có nhiều thời gian, mình đang ở giai đoạn nghiên cứu phát triển sản phẩm á, thì mình làm thằng proto này trước. Đó, thì thằng này sẽ là phù hợp trong giai đoạn cần đưa ra những quyết định cơ bản để phát triển sản phẩm giai đoạn đầu thôi. Nó hết sức thông tin, những hết sức thông tin cơ bản như lúc nãy mình nói là tên, tuổi, rồi nghề nghiệp, sở thích, rồi một số cái cơ bản thôi. Rồi thứ hai là marketing persona, thì nó như cái tên luôn, thì marketing persona tập trung vào mục đích nhu cầu khách hàng, là người ta đang cần cái gì và người ta đang quan tâm cái gì. Đó, thì để mà bao gồm những cái thói quen của người ta, những cái thói quen hàng ngày của người ta, để mà đưa vô những cái chiến lược của mình. Rồi design persona là cái đầy đủ nhất, là nó bao gồm một số cái phần thành phần về tâm lý học nhận thức trong đó nữa. Thì mọi người thế mà cái này thì sắp tới là sẽ làm một cái seminar riêng về user persona luôn, cho nên mà sẽ hướng dẫn mọi người làm step by step nó như thế nào luôn ha. Rồi có bốn bước chính để mà làm cái user persona, là mình phải xác định được là cái target của mình là ai. Mình làm những cái phương thức, một số phương thức về user research. Rồi xác định được cái hành vi từ cái phần research của mình đó, dữ liệu mình research đó. Rồi xong thứ bốn mình mới bắt đầu mình làm cái, mình fill ra cái persona của mình. Rồi đây là một cái template của mình. Thì mọi người có thể Google user persona template, nó ra 100,000 cái luôn, rất là nhiều, muốn chọn nào đó chọn. Nhưng mà mọi người quay lại phần chính là tìm vào mục đích sử dụng của mình, mà mình chọn cái loại persona thích hợp, ít chi tiết vừa phải và đầy đủ. Rồi nó có persona template, thì nó có một cái hình, một icon, thì nó đại diện cho cái nhóm người dùng của mình, tên, tuổi, rồi những cái thông tin cơ bản về người đó, hết sức cơ bản ha. Rồi người ta cần cái gì, người ta mong muốn cái gì, bio. Rồi bio là những cái dòng giới thiệu về người ta đó, motivation, rồi attitude là cái thái độ về cái hành vi của người ta đó. Đây là một loại ha, cái đây thuộc loại là của thằng design persona, nào nó cũng khá đầy đủ. Rồi đây là cái template của Figma. Thì khi mà mọi người tạo Figma ra thì nó cũng có sẵn cái template rồi, mọi người có thể xài lại nó hoặc là và sử dụng một cái template tự mình yêu cũng được, cái đó tùy mọi người. Thì cái đây là một cái template của Figma, cái đây là cái phần bio này, cái phần đây là cái phần journey map của thằng Figma này. Thì nó cái phần Figma này nó khá là đầy đủ, để mọi người làm cái này mà làm liền thì nó sẽ hơi khó nha. Thì tốt nhất là mình build một cái persona ở giai đoạn đầu, mình build một cái persona vừa phải để mình làm cho nó phù hợp với mình. Rồi đây là một cái loại đơn giản hơn nữa là bằng quật. Bằng quật thì nó cũng có thông tin của người ta là gì nè, rồi mục tiêu người ta, rồi giá trị hay là mô tả về cái người đó đó. Thì mọi người chọn một cái template phù hợp, đọc thêm tài liệu về user persona là gì, mục đích nó sinh ra cuộc đời là cái gì. Rồi ba cái loại persona là mỗi loại có thành phần như thế nào.
mình sẽ nghiên cứu thêm thử nó có thành phần gì, rồi mình chọn cái template phù hợp, mình fill cái data ra. Tại vì khi mình làm cái sản phẩm mà mình phải biết được là cái sản phẩm nó phục vụ là độ tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu này, rồi người ta mong muốn cái gì, rồi người ta không mong muốn cái gì, người ta cảm thấy khó chịu những cái gì trong cuộc sống, người ta mong muốn là giải quyết vấn đề gì. Tuyệt đối không nói về gì về cái feature của mình sinh ra cuộc đời này, mình đang tập trung vào user thôi nha. Người ta đang gặp khó khăn cái gì này, người ta mong muốn cái gì, người ta thấy cái gì trong cuộc sống, người ta nghe gì trong cuộc sống đó. Thì đó là mình ra được một cái persona ha. Tuyệt đối không nói gì về cái sản phẩm cái của mình hết, đang tập trung vào người dùng để lấy nhu cầu của người ta đó. À, đó là bốn cái thành phần cơ bản của mình, và mọi người cứ type cái câu hỏi ở trong phần chat nha, rồi xíu nữa cái tới phần Q&A là mình sẽ nói thêm về bốn bốn cái keyword này tiếp. Và bây giờ mình sẽ nhường mic cho Winnie, Winnie sẽ nói hai cái phần rất là quan trọng trong cái bài thi của mình, để mà chứng minh được là một cái sản phẩm mình nó có hiệu quả hay không này nọ, thì cần phải có usability testing, nó hết sức quan trọng luôn. Còn survey research đó là một cái gọi là cốt lõi của phần research luôn rồi, thì mọi người cần phải biết được những cái này để mà làm việc tốt hơn.